mời các bạn cùng chiêm ngưỡng hoa lan Trần Mục Sapa. Rất nhiều hoa lan. Lan Trần Mục. Các chậu này khoảng 20 bông. Hoa lan nở rất là đẹp. Hiện tại thì ở chợ Sapa đang bán rất nhiều các loại cây cảnh chơi Tết. Lan Trần Mộc, hoa đào. Và bên này là những cây mai thế. Rất là nhiều. Hoa lan Trần Mộc này rất nhiều nụ đẹp. À, chủ shop. Khu bên này là hoa lan Sato. Rất đẹp. Hoa lan Sato tím. Bên kia là vàng chanh. Trần Mộng. Rất nhiều nhất chi mai thế đẹp. Và đây là cây lan rất đặc biệt. Hoa đẹp. Lan Trần Mộng rất đẹp. 2-3 tiền bó lan nha. Cho em quay đoạn video. 100.000 bó chị ơi. Đây là đào thế. Đào thế rất là rêu phong. Là chủ quán ông người đây. Chợ Sapa. Đây là mai thế. Nhất chi mai. Rêu phong và cổ kính. Chủ ơi, bán mấy cây này mấy triệu cây? 5 triệu.